Tại sao cô lại chọn công ty chúng tôi? Bởi vì em đang tìm việc làm. What? Tại sao cô lại tìm việc ở chỗ chúng tôi? Thì bởi vì em không có việc làm ạ. Ý tôi là tại sao cô lại chọn công ty của chúng tôi? Bởi vì công ty đang tuyển người ạ. Ý tôi ấy là tại sao những công ty khác cũng đang tuyển người mà sao cô lại chọn công ty Vietstarmark của chúng tôi? Bởi vì em chỉ có thể làm một nơi thôi. Ý tôi là tại sao ấy? Dạ em không thể làm hai nơi cùng một lúc, anh biết mà. Tôi hiểu, nhưng mà tôi đang hỏi cậu là cái điều gì thu hút của cậu đến với công ty của chúng tôi? Bởi vì anh đang tuyển dụng ạ. Vậy cậu có thể đem lại điều gì cho chúng tôi? Dạ, một nhân viên mới ạ. Ý là nhân viên mới và nhân viên cũ khác nhau như nào ấy? Dạ, em mới là lương em thấp hơn ạ. Phải, thế ngoài lương ra thì cậu còn nghĩ cái gì nữa không? Em nghĩ đến thu nhập. Phải, ý tôi ấy, ngoài lương và thu nhập ra ấy, thì cậu còn nghĩ cái gì nữa không? Em nghĩ đến tiền. Thế trừ lương, tiền và thu nhập ra thì cậu còn nghĩ cái gì nữa? Em nghĩ đến gái xinh của công ty ạ. Tôi nhịn ông hơi lâu rồi đấy.